Theo như 3.600 lời yêu cầu thì hôm nay Sang sẽ phân tích cho các bạn về 4 dự án là Pixel, Mortal, AEVOR, Edify đã lên bull ở trên Binance và list ở trên Binance luôn ở trong thời gian gần đây. Còn về những dự án trước như ALT, Manta, Sai hay là Sleepless AI ấy, là Sang đã phân tích ở trên kênh đó rồi. Những bạn nào mà chúng ta vẫn chưa xem thì các bạn có thể lên kênh của Sang để các bạn xem lại. Và trước khi đi vào phân tích thì Sang vẫn không quên PR cho kênh của mình rồi. Đây là kênh YouTube Sang Gateway của mình. Những bạn nào đã thường xuyên theo dõi Sang mà các bạn vẫn chưa subscribe kênh thì các bạn hãy nhớ subscribe ở đây, cũng như là like video ủng hộ cho Sang nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào dự án đầu tiên, đó chính là Pixel. Ok, đây là giá hiện tại của nó là 0.65 đô. Và dự án này nó làm về cái mảng gì các bạn? Pixel là dự án gì? Đây là một dự án đồng token được tạo ra cho mảng GameFi nha các bạn. Đây là cái trang web của nó, Pixel đây. Nó có chữ play ở đây là chúng ta nhìn là chúng ta biết game rồi đúng không ạ? Có cả chơi miễn phí đây. Đây là một cái dạng game về nông trại và nó tạo ra cái đồng Pixel để giống như là một cái cơ chế để các bạn có thể mua thêm vật phẩm ở trong game hay là trả thưởng cho các bạn, tạo cái reward khi mà các bạn trồng những cái cây ở đây nè, các bạn thu hoạch nó, sau đó các bạn có thể đem đi bán. Và nó còn cả đất nữa. Bởi vì khi các bạn tham gia một cái game mà nó về kiểu nông trại, kiểu farming đi, thì tất nhiên để trồng được cái cây á, đầu tiên các bạn phải có gì? Có đất nè, đúng không? Các bạn phải có cái miếng đất của mình chứ, các bạn mới trồng được, các bạn mới làm ruộng được. Và sau đó có đất rồi thì các bạn muốn trồng cái cây đó, các bạn cần phải có hạt giống. Thì trong cái game này nó hoạt động theo mô típ cơ bản như vậy. Và dự án nó sẽ kiếm nguồn thu chủ yếu từ việc nó bán các vật phẩm cho các bạn. Và nó bán land, bán đất. Đây là một số cái này, farmland, rồi test marker. Và bên dưới đây các bạn sẽ thấy nó dễ dàng đây. Một cái game chơi hình thức quá cơ bản bằng một cái video ví dụ ở đây. Các bạn thấy chưa? Các bạn thấy kéo cắt không, là chúng ta thu hoạch những cái quả, sau đó các bạn đem đến tiệm các bạn bán là các bạn được phần thưởng. Cái game nó là dạng như vậy. Ở đồng Pixel của nó. Và ở đây các bạn có thể build thêm cho cái miếng đất của mình, nhìn nó tạo ra một cái thế giới riêng của các bạn. Trên đó có nhà ở, nhà cửa đây nè, cái clan. Trên đó có bao nhiêu cái cây, có những khu vực nào có vườn hay không, rồi có cối xay gió, có nhà cửa, rồi khu nào để các bạn trồng cây. Và hai cái đồng mà nó dùng để trả thưởng chính trước giờ đó là cái đồng Berry và cái đồng Pixel đây. Đó. Ngày xưa là nó trả bằng cái đồng Berry, bây giờ nó tạo thêm cái đồng Pixel để các bạn có cơ chế, các bạn có thể đổi được cái đồng Berry ra cái đồng Pixel và các bạn bán nếu các bạn muốn. Cho nên rõ ràng chúng ta thấy cái đồng token này nó liên quan nhiều đến việc trả thưởng ở trong game, dẫn tới chắc chắn nó sẽ gặp áp lực xả nếu như mà game càng ngày càng phát triển và nhiều người chơi các bạn. Đó là cái tình hình hiện tại của cái đồng này. Và đây cái token nomic của nó đây thì nó cũng khá bình thường thôi, bởi vì những cái game file thì đa số cái token nomic nó cũng không có gì quá đặc biệt, chỉ có phần ecosystem cho reward nè, ở đây để 34%. Và cái phần vesting của nó trong thời gian tới thì thằng này nó chọn theo cái kiểu tokenomics vesting, cái kiểu nó đều các bạn. Đến đâu đó là khoảng cuối năm nay, cuối 2024 là nó sẽ lên khoảng 1 tỷ tư, tỷ 3, tỷ tư gì đấy. Và bây giờ hiện tại cái đồng Pixel nó đang có khoảng 700 triệu đang lưu thông ở đây. Thì phân tích là như vậy, chúng ta thấy cái đồng Pixel là cái đồng trả thưởng trong game đúng không? Và nó còn cả cái đồng Berry ngày xưa nữa. Mức độ vesting thì đến cuối năm thì nó sẽ ra khoảng gấp đôi token. Và để mà nhìn nhận lại cái đồng này là nó có tiềm năng hay không thì chúng ta phải thấy là GameFi mùa này đã có nhiều cải tiến hơn và cái nền kinh tế nó được thiết kế đặc biệt hơn rất nhiều. Bởi vì cái game này nhìn các bạn thấy đơn giản là nông trại thôi, nhưng mà ở trong đó nó có rất nhiều vật phẩm các bạn, cũng như là trồng rất nhiều cái cây khác nhau và nó có cái tỷ lệ thu hoạch, thời gian thu hoạch nó cũng khác nhau nữa. Và khi các bạn trồng cái cây đó, các bạn sẽ mất năng lượng để nó đào lại cái việc mà các bạn chơi game, các bạn kiếm cái phần thưởng nó mà nó quá nhanh. Thì những cái đặc điểm của nó. Nhưng mà bản chất GameFi thì tới bây giờ thiết kế cỡ nào thì nó cũng sẽ không khiến cho tất cả người dùng người ta có lợi nhuận hết được các bạn. Đến một lúc nào đó thì khi cái đồng Pixel này được dùng để trả thưởng ở trong game thì chắc chắn nó sẽ đi dần vào cái khu vực giảm giá thôi các bạn. Đến lúc nào đó nó sẽ như vậy. Cho nên nếu các bạn muốn đầu tư cái đồng này á, thì mình nghĩ các bạn có thể chọn thêm một lựa chọn nữa là các bạn vào các bạn chơi game luôn. Vì đa số những game file mà các bạn tham gia vào sớm á, các bạn có tỷ lệ các bạn get được lợi nhuận khi mà thị trường bắt đầu người ta FOMO, nhiều người bắt đầu người ta đổ xô vào, người ta chơi game thêm một cái đợt cực mạnh. Khi mà
nhiều người mới tham gia vào thị trường, thì cái khả năng các bạn có lời nó cũng sẽ cao, đúng không ạ? Giống như ngày xưa chúng ta thấy là cái mùa trước là AC Infinity đi, hay là Step N nè, hầu như những ai mà các bạn vào các bạn chơi game sớm, các bạn đều có thể các bạn hoàn vốn, và thậm chí các bạn có lãi rất nhiều nữa. Nếu các bạn không tham, các bạn cứ mua tiếp những vật phẩm ở trong đó, hay là các bạn cứ mua thêm những cái đôi giày như bên Step N để các bạn cố gắng các bạn kiếm nhiều hơn, các bạn cảm thấy được là các bạn không khống chế được lòng tham thì các bạn vẫn kiếm được từ những cái game đó rất là nhiều tiền. Chứ còn việc các bạn canh cái đồng pixel này để nó bơm thì mình thấy cũng hơi khó nha, vì chúng ta cũng khó biết được là cái mức độ tương tác cũng như là cái lượng người dùng đang bỏ tiền vào game này nó nhiều hay ít, và cái thằng chủ game nó có muốn bỏ tiền ra để nó bơm cái đồng này lên để khuyến khích thêm người mới hay không, thì cái đó chúng ta không thể nào biết được, và nó cũng sẽ mang tính chất rủi ro. Nếu như bây giờ reward ở trong game mà nó đang ra quá nhiều và các bạn không hình dung được, mày không biết được là cái reward người ta đang earn hàng ngày là bao nhiêu. Đa số chỉ có chủ game là nó nhìn vào nó biết ngay thôi, chứ các bạn người bên ngoài như mình thì nhìn khó biết lắm. Cho nên là cái đồng này giữ lâu nó cũng nguy hiểm. Theo những phân tích của mình, đó là như vậy thôi. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua đồng tiếp theo, đó chính là bột thổ. Bây giờ giá của thằng này đang là 179 đô đây. Và cái thằng này nó hoạt động về mảng gì đây? Đây là website của nó các bạn. Bottle Gaming là chúng ta biết cái gì đó liên quan game đúng không? Cũng như cái web của nó thiết kế nè, nhìn là thấy ra dáng game rồi, gaming. Thì lướt xuống nữa thì các bạn sẽ thấy thôi, website thằng này thì làm nhìn nó khá ok, nhưng mà về cái mạng của nó build á, thì mình nói thêm cho các bạn một chút. Nói về cái mạng của Bottle này, nó build là nó build một cái nơi các bạn, một cái nơi để giúp cho những cái dự án gaming á, nó có thể hoạt động ở trên thằng Bottle, và nó tạo thành một cái điểm truy cập cho những cái game đó, mang tính kết nối các bạn, một cái access point như là một cái phần mềm trung gian cho những cái gaming ở trên Web3 vậy. Và để làm được cái này, đa số những dự án gaming bây giờ nó luôn gặp khó khăn ở cái phần cross-chain, cái hạ tầng build mà việc chúng ta giao dịch xuyên chuỗi các bạn. Bởi vì bây giờ có rất là nhiều cái mạng lưới ở trên thị trường, dẫn tới là nếu các bạn sở hữu một cái đồng token của cái game đó nó làm ra, rồi sau đó các bạn, ví dụ là mạng BET20 đi, sau đó các bạn lại gặp cái game khác mà nó có đồng token ở trên mạng ERC thôi, thì lúc này việc các bạn quản lý tài sản, bridge nó giữa các cái mạng lưới khác nhau thì nó sẽ bị phức tạp. Dẫn tới thằng này là nó chọn cái hạ tầng của Layer Zero nè, để nó phát triển cho cái việc cross-chain đó, phục vụ cho người dùng nó dễ hơn. Nhưng mà thằng này nó đang có một cái mình thấy nó bị là, ở trong tài liệu nó ghi rõ ràng là nó sẽ build nhiều ở trên cái hạ tầng của thằng Layer Zero, cũng như là cái token của nó sẽ tạo ra bằng cái contract của Layer Zero luôn. Nhưng mà hiện tại thì chúng ta có thể thấy là nó tạo nhanh cái đồng token này và sau đó lên pool ở trên Binance là bằng contract của mạng ERC20 các bạn. Cho nên mình đang cảm giác là nó đang muốn tạo nhanh cái đồng token Bottle này để nó bán ra ngoài thị trường. Chứ về cái hệ sinh thái của nó, về cái hạ tầng của nó đang build thì mình thấy không nhất thiết phải cần có đồng token này nữa. Cho nên là dự án này mình thấy nó đang mang tính chất là nó vẽ ra thêm để nó thu hút cái dòng tiền ở bên thị trường crypto thôi. Chứ demand của đồng này thì mình thấy nó cũng không ngon. Các bạn nào quan tâm kiểu như là thấy thằng này có khả năng bơm thổi thì các bạn đầu tư thôi. Chứ còn đầu tư lâu dài thằng này thì mình thấy nó cũng hơi nguy hiểm các bạn. Đây là cái phần tokenomics của nó đây. Số lượng của team và investor cầm khá nhiều. Và cái vesting của nó, dần về cuối 2024 số lượng vesting của nó đâu đó khoảng 40-mấy% đó các bạn. Thì từ những số liệu này thì các bạn tự cân nhắc thôi, chứ mình đánh giá thằng này thì nó khá kém. Rồi ok, chúng ta đi đến dự án tiếp theo. Trước khi đi qua phần tiếp theo thì các bạn hãy dừng lại đây 2 giây để có thể like video này để ủng hộ cho Sang nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. AEVO này, giá của nó hiện tại là 2.2 đô. Đúng không ạ? Mình thấy trong group có nhiều bạn nhắn là bây giờ đang bị đu 3U, không biết là có về bờ được không. Thằng này hoạt động về cái gì? Hoạt động về mảng gì đây? Chúng ta thấy ngay trong cái trang web của nó, nhìn là biết cái gì các bạn? Nhìn nó hoạt động cái gì? Sàn giao dịch đúng không ạ? Thằng này đúng chất nó sẽ là một cái decentralized derivative các bạn, sàn giao dịch kiểu phái sinh. Và cái dạng này nó build đang giống giao diện của thằng DYDX nè, y chang luôn. DYDX hiện tại là đang đầu ngành về cái mạng phái sinh rồi. Mà cái mạng DEX á, chúng ta giao dịch là chúng ta có cái sổ lệnh nè,
trade history này không khác gì là việc các bạn đang giao dịch những cái sàn bây giờ. Nó có việc là chúng ta đặt được cái lệnh đó ở vùng giá bao nhiêu, cũng như là chúng ta thấy được cái giao dịch history. Mặc dù cái này là decentralized nha, các bạn giữ tài sản ở trên ví của mình hết, các bạn đâu để trên sàn gì đâu. Chỉ là đây chỉ là cái nơi để các bạn vào các bạn giao dịch thôi. Bạn connect cái wallet của mình vào để các bạn giao dịch. Và cái thằng này nó có một cái điểm hay, một cái điểm đặc biệt của nó nữa là mình thấy ok là nó hỗ trợ người dùng được cái phí giao dịch các bạn. Một cái điểm để nó thu hút người ta qua đây người ta giao dịch là khi các bạn giao dịch ở trên sàn của nó thì hầu như là cái phí lúc mà các bạn giao dịch sẽ được cái sàn nó hỗ trợ. Chỉ có lúc mà các bạn deposit hay là withdraw thì tất nhiên các bạn phải chịu cái phí này rồi. Đó là cái thằng này nó đang đi theo cái kia như vậy. Nhưng mà về cái mảng sàn giao dịch phái sinh này, thằng này nó chỉ bị một cái là cái token limit của nó khi build ra, cái thằng AEVO này nó sẽ bị lực xả nhiều từ cái đồng cũ của nó ngày xưa là ABN các bạn. Từ cái đồng Ribbon Finance. Thằng này ngày xưa tiền thân của nó là cái đồng này đây, sau này nó phát triển lên một cái sàn khác là AEVO này. Và sau đó nó sẽ cho người dùng các bạn, những cái người dùng mà người ta có cái đồng ABN cũ á, người ta sẽ được quyền đem qua đây để người ta quy đổi thành cái đồng AEVO. Mà người ta chỉ bị lock mất 2 tháng thôi. Khi mà các bạn quy đổi các bạn sẽ bị lock lại mất 2 tháng. Dẫn tới là bây giờ các bạn thấy là cái đồng Ribbon Finance nè đang có giá là 1 chấm mấy đô thôi. Mà bây giờ cái đồng AEVO này chúng ta thấy nó đang 2 chấm mấy đô rồi, thì tỷ lệ người ta sẽ muốn đổi qua cái đồng này nó nhiều. Tỷ lệ quy đổi 1:1 mà các bạn. Các bạn đang có một cái đồng mà có 1 đô mấy thôi, các bạn được đổi qua cái đồng 2 đô mấy, tại sao các bạn không đổi đúng không? Thì lúc mà các bạn quy đổi thì các bạn sẽ mất cái thời gian chờ là 2 tháng. Dẫn tới cái đồng này chắc chắn trong thời gian ngắn thì nó sẽ còn bị xả nhiều, sẽ bị giảm giá nhiều các bạn. Cho nên những ai mà quyết định đầu tư cái đồng dạng sàn phái sinh như thế này, các bạn hãy nên cân nhắc thiệt kỹ. Còn không các bạn đợi 4 đến 5 tháng nữa, các bạn phân tích lại, các bạn xem cái sàn này có lượng giao dịch nó như thế nào rồi, có nhiều người dùng, người ta dùng nhiều chưa, và đã ứng dụng được cái đồng AEVO này trong cái sàn đó đã tốt chưa, thì các bạn quyết định. Mình thấy vẫn chưa muộn. Chúng ta sẽ đi đến đồng tiếp theo, đó chính là EtherFi. Đây là một cái mảng gì đây các bạn? EtherFi nghe nó rất là DeFi, rất là tài chính phi tập trung. Thì thằng này hoạt động cái mảng chính của nó nha. Mảng chính của nó là về liquid staking, có kết hợp luôn cả cái phần restake. Mục đích là để thu hút người dùng thôi, chứ bản chất thằng này ban đầu nó là liquid staking các bạn. Cái mô hình của nó đây, cái model của nó đây, là người ta có ETH đúng không? Người ta stake vào trong cái nền tảng của nó và người ta nhận được một cái đồng ETH để người ta có thể thanh khoản được ngay. Còn không người ta giữ cái đồng ETH này, ta giữ cái đồng ETH này, người ta sẽ nhận được cái phần lãi suất. Đây cái lãi suất của nó đây, 3 chấm mấy nè, 3 chấm mấy phần trăm. Bây giờ stake ETH thì đa số cái lãi suất tầm đấy. Rồi, đây là cái mô hình phụ của nó, là nó sẽ cho phép các bạn sử dụng những cái ETH này để các bạn nhận lãi thêm từ cái thằng Ethereum layer, là cái mảng restaking. Những ai các bạn vẫn chưa hiểu restaking là cái gì thì các bạn có thể xem lại cái video restaking của Sang là các bạn sẽ hiểu ngay thôi. Rồi, nó cho phép thêm các bạn sử dụng ETH này trên DeFi để có thể kiếm thêm những cái return khác. Thì cái này đương nhiên thôi, cả thằng Lido nó cũng đang làm như vậy mà. Mảng liquid staking thì hầu như là cái đồng này để cho linh hoạt, người ta có thể sử dụng nó thoải mái hơn, thì nó cho phép người ta kiếm reward bằng rất là nhiều cách. Nhưng mà thằng này chỉ bị một cái là Sang thấy là nó mới list Binance gần đây nè đúng không? Giá nó đang 3 chấm mấy. Nhưng mà cái đồng quan trọng của nó là cái đồng ETH á, thì mình thấy thanh khoản của nó đang quá kém các bạn. So với một cái thằng về liquid staking á, là thanh khoản như vậy đang quá kém. Là các bạn thấy nè, cái lượng ETH mà nó đang đảm bảo cho người ta để người ta có thể xả được á, đâu đó cái lượng của nó mới có 9.000 thôi, khoảng 10.000 thôi các bạn, 30 mấy triệu cáp thôi, là nó đang quá thấp so với lại cái TBL của nó. TBL hiện tại của nó là đang tới 2 tỷ luôn mà, total value lock của người ta tới 2 tỷ và nó đây có tới 819.000 ETH lận. Thì tại sao ở đây là nó mới có 9.000 mấy ETH thôi, thì nó đang hơi ít. Các bạn có thể tham khảo thử cái thằng Lido, TBL của nó 30 mấy tỷ rồi và nó cũng add được một cái lượng ST ETH tương ứng các bạn. Đây mình cho các bạn xem ST ETH. Thì như vậy mới cho thấy được là cái mảng liquid staking là nó đang mạnh, đủ sức để thanh khoản cho người ta. Thì càng ngày là nó phát triển lên thì người dùng người ta sử dụng mới nhiều. Đấy, ở đây là nó đang có cái nguồn thanh khoản nè, và 9 triệu ST ETH nó sẽ tương ứng với lại cái lượng TBL của Lido đang có,
Lido hiện tại đang là số 1 về liquid staking mà, đứng đầu thị trường, số lượng người ta stake ETH rất nhiều đây nè. Cho nên là thằng này nó đâu dám làm ẩu đâu các bạn. Khi mà người ta xả nhiều quá, nếu như nó không đủ thanh khoản để nó chịu thì cái đồng ST ETH của nó bị sập xong. Còn cái đồng ETH này thì mình thấy nó đang yếu nha. Đang rất yếu so với lại cái TBL của nó. Nên khi mà nó ra mắt và cái giá là 3 đô như vậy thì nếu các bạn muốn đầu tư thì mình cũng thấy là khá rủi ro. Và như vậy là Sang cũng đã review, Sang đã phân tích cho các bạn về tất cả 4 dự án. Và tất cả những phân tích phía trên của Sang, nó chỉ là góc nhìn cá nhân của mình, không phải là một lời khuyên đầu tư tài chính. Cho nên các bạn vẫn luôn phải tự cân nhắc và ra quyết định cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.